Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Em xin chúc cô bác anh chị và các bạn một buổi tối tốt lành của Sài Gòn. Hôm nay đã là ngày 28 tháng Chạp anh chị, tối ngày 28. Và tính từ trưa ngày hôm nay thì hầu hết những cái dịch vụ không thiết yếu ở Sài Gòn mình, đặc biệt là các quán bar, karaoke, các quán ăn lớn thì bây giờ người ta đã đóng cửa hết rồi. Em đang đứng ở phía trước đây là công viên Lam Sơn. Anh chị nhìn thấy ở xa xa là nhà hát lớn Sài Gòn đó anh chị. Phía trước là con đường Tự Do năm xưa, ngày hôm nay là Đồng Khởi. Em đang có mặt ở đây để đưa anh chị chúng ta đi tham quan phố đi bộ Nguyễn Huệ anh chị. Đường hoa Nguyễn Huệ cứ mỗi dịp Tết đến xuân về thì nó trở thành một cái đường hoa rất là nhộn nhịp sầm uất, đông đúc. Nhưng mà tối hôm nay em bị fail rồi. Đây, khu vực đường hoa Nguyễn Huệ tối hôm nay tắt đèn rồi anh chị, đóng cửa rồi. Chúng ta chỉ được vui chơi ở phía bên ngoài thôi, không có đi vào bên trong. Rất là nhiều dân phòng bảo vệ, dân quân tự vệ, cảnh sát cơ động, họ theo sát bà con ở đây. Với cái tình hình dịch bệnh rất là phức tạp ở Sài Gòn mình, cho tới bây giờ thì ngày hôm nay phát sinh thêm 3 ca nhiễm, cũng như là rất là phức tạp trong cái việc lây lan cộng đồng. Cho nên là thay vì hôm nay tổ chức một cái buổi mở cửa để bà con mình đi tham quan đường hoa thì bây giờ đóng cửa rồi anh chị, chị đi phía ngoài thôi. Những cái rào chắn cũng không có tháo dỡ luôn đó, và những cái ghế để tổ chức cái buổi lễ vẫn còn sắp xếp loanh quanh khu vực này, nhưng mà hầu như là chúng ta thấy rất là vắng. Thôi thì lỡ về đây rồi, em cũng xin đưa cô bác anh chị chúng ta đi tham quan cái con đường hoa trong buổi tối ngày 28 tháng Chạp này, một trong những cái năm đầu tiên trong lịch sử của Sài Gòn mình. Hầu như là rất là vắng vẻ anh chị, thấy không? Cái đài phun nước bông sen là bây giờ người ta cũng tắt luôn rồi. Anh chị thấy phía trước đây là một anh đi thổi những cái bong bóng làm tạo hình các cái con thú cho các bé. Anh đang ngồi một cái cảnh khá là buồn anh chị. Khách sạn Red Hotel. Chưa có năm nào như năm này anh chị. Thôi thì chúc cô bác anh chị một buổi tối tốt lành. Và mời cô bác anh chị cùng với em chúng ta ngắm cảnh đường hoa Nguyễn Huệ trong cái Tết Tân Sửu này từ xa xa cùng với em nha. Em đi lang thang một chút xíu ở đây đưa anh chị từ vị trí này. Bên mé tay phải đây nè anh chị là tòa Đô Chánh với con đường Lê Thánh Tôn cắt ngang. Anh chị thấy ở đây thì chúng ta có những cái bảng đèn LED rất là lớn phục vụ cho cái việc khai mạc đêm hôm nay. Hôm nay đọc những cái thông tin thì em nghĩ là không có tổ chức khai mạc thôi anh chị, nhưng mà vẫn mở cửa để vào tham quan. Nhưng mà khi đi tới đây thì mới biết là đóng cửa luôn, không được vào tham quan anh chị. Phía trước xa xa anh chị nhìn thấy là tòa Đô Chánh Sài Gòn mình đêm hôm nay nó vắng vẻ, vắng còn hơn là những cái ngày bình thường nữa anh chị. Hầu như rất là ít người ra đây. Thì cũng xin cập nhật anh chị cái tình hình để mà nếu các bạn trẻ nào hoặc bà con ở Sài Gòn mình muốn đi chụp hình, quay phim thì cũng hình dung được cái khung cảnh tối hôm nay ở đây để chúng ta có những cái quyết định ha. Anh chị nhìn ngắm tòa Đô Chánh một chút xíu, vẫn lên đèn nhưng mà nó khá là buồn anh chị. Đây là đài phun nước bông sen và hướng này chúng ta đi lên bến Bạch Đằng. Chỉ còn lại những ánh đèn thôi. Còn đối với bà con mình năm nay coi như không có Tết anh chị.
với nhiều sự mong đợi, rồi sắp xếp công việc, kế hoạch hẳn hoi. Thế là năm nay xuân này con không về. Nó đúng với lại tình hình của em hiện tại anh chị. Trưa hôm nay thì em đã đi hoãn lại cái chuyến tàu vào ngày 30 rồi. Rồi bây giờ tắt đèn luôn rồi. Trưa hôm nay thì em vừa đi hoãn cái chuyến tàu sáng 30 Tết, không về nữa anh chị, ở lại Sài Gòn ăn Tết luôn. Để tình hình dịch bệnh kiểm soát được rồi thì tính đến chuyện đi về thăm nhà. Tại vì bây giờ dù có đi thì về tới quê thì cũng phải cách ly thôi anh chị, đối với những người ở Sài Gòn đó. Một năm rất là khó khăn, và ngay cả cái Tết đến rất là gần chúng ta cũng không có được trọn vẹn anh chị ha. Trước khi cái ổ dịch ở Hải Dương bùng phát thì chúng ta có tới gần 2 tháng trời không có ca lây nhiễm cộng đồng nào hết. Rất là vui anh chị. Cuối cùng thì nó đã xảy ra. Đèn bây giờ người ta tắt luôn. Ở đây là những cái bạn, những cái bàn, những cái ghế, những cái bạn hướng dẫn. Bây giờ bắt đầu người ta dẹp hết rồi anh chị. Đèn ở đây cũng tắt luôn. Bên này rất là nhiều anh dân phòng. Đó. Chỗ này là những cái ghế để tiếp đoàn đại biểu gì đó. Nhưng mà bây giờ là đóng cửa rồi. Rất là im ắng luôn. Tắt đèn. Đại lộ Lê Lợi đây anh chị, ngay cái bùng binh đây. Xa xa bên kia là cái tuyến metro số 1 đang chưa có hoàn thành, rào chắn lại. Đó, dẹp hết. Chưa khai mạc mà dẹp rồi anh chị. Rồi, bởi anh chị chúng ta lang thang một tí lên hướng bến Bạch Đằng anh chị nha. Hướng này là hướng tòa đô chánh nè. Bây giờ chúng ta đi lên hướng bến Bạch Đằng. Ở mé bên này là con đường Tự Do năm xưa, Đồng Khởi, nhà hát lớn. Đó. Ủa anh ơi, anh cho em hỏi mình có được khi nào có được vô đây để chụp hình? Mai, ngày mai. Sáng mai tới 5 giờ chiều. Là mình được đi vô luôn. Đúng rồi. Dạ, còn ban đêm là không được ha. Em cảm ơn anh. Dạ, năm mới vui vẻ nha anh. 8 giờ sáng ngày mai anh chị. 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều là chúng ta được đi vào đây. Được đi vào bên trong ha. Và rất là hạn chế, rồi đeo khẩu trang, rồi sát khuẩn các kiểu. Bây giờ là chúng ta chụp hình cũng không được tháo khẩu trang ra luôn nha anh chị. Còn mà ban đêm thì chúng ta không có được vào, ban đêm hầu như là đóng cửa luôn, chưa biết tới khi nào. Có lẽ ban đêm thì Sài Gòn mình đóng cửa bởi vì ban đêm bà con mình đi chơi nó sẽ rất là đông. Và bây giờ mời anh chị chúng ta đi lên hướng bến Bạch Đằng nha. Tối thui. Đây, chúng ta có thể đứng chính giữa để chúng ta nhìn thấy cái những cái mô hình. Tắt đèn tối thui. Một cái cảnh buồn anh chị.
Đây là tuyến đường trên phố đi bộ. Mỗi khi bình thường thì tối rất là đông, xe cộ chạy qua lại. Nhưng mà hôm nay thì vắng vẻ quá ha. Đi trên cái tuyến phố đi bộ này tự nhiên nó vắng quá, thấy mình cũng buồn. Ở đây có Đồng Khánh Hotel, phục vụ các cái món ăn anh chị. Đây nè, có giá 50, 80, 60, Đồng Khánh ha, khách sạn Đồng Khánh đó anh chị, ở Trần Hưng Đạo, người ta có phục vụ món ăn ở đây. Nhưng mà anh chị thấy là tình hình vắng vẻ quá. Quá trời vắng luôn. Con chào chú. Ủa, hôm năm nay mình xuống đây mình mở cái kiosk này hả chú? Lâu rồi em. Năm nào cũng có hả? Dạ, năm nay thì con mới ở lại Sài Gòn tới thời điểm này nên con mới biết. Mà năm nay thì tình hình vắng quá ha. Dạ, chiều giờ chú có bán được không? Sáng giờ thì về tới mấy chị sáng bán cũng như mà bán chậm. Dạ, bán chậm. Tại vì bán lúc này là cái 5 giờ là ngưng rồi. Dạ, 5 giờ là ngưng rồi. Tối thì mình tắt đèn, mình dẹp, mình đi về ha? Không có, tối thì dạ. Anh ở lại. Dạ, ở lại. Dạ, dạ. Tại tụi anh chiều tụi anh mới ra. Dạ. Rồi, con chúc chú năm mới vui vẻ nha. Thôi kệ cho nó qua cái năm này đi. Dạ. Khách sạn Đồng Khánh anh chị. Đó, menu có giá đồ đầy đủ nè. Thì năm nào người ta cũng mở cái kiosk ở đây, người ta bán. Đó, nhưng mà năm nay thì tình hình như vậy. Phía bên trong sau những cái tấm trắng này là những cái tiểu cảnh, những con trâu, những cái thuyền, những bông lúa. Còn tình hình phố đi bộ thì như thế này anh chị. Nếu mà anh chị muốn chụp hình quay phim hay gì đó thì 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều là chúng ta có thể đi vào bên trong anh chị nha. Còn mà tối sau 5 giờ chiều thì coi như là đóng cửa. Thì cái lúc nãy em có hỏi một anh nữa thì anh nói là cũng ban ngày cũng không có được vào luôn. Bởi vì do cái tình hình dịch bệnh đó. Thì để một xíu nữa em đi lên trên em sẽ hỏi lại một lần nữa. Hỏi lại một lần nữa để cho nó chắc ăn và nó chính xác. Thì thông báo đến anh chị để chúng ta biết vào chụp hình, quay phim. Còn nếu không thì cô bác anh chị cùng ngắm cảnh từ xa với em vậy. Đây, những cái thúng bằng tre, bằng mây, rồi những cái bông hoa kết xung quanh. Còn đây là chúng ta có thể thấy, em zoom lên một xíu ha. Zoom lên thì xa quá cũng không thấy được gì nhiều anh chị. Ở đây năm nay là những cái gia đình trâu và những cái bông lúa đây anh chị. Để em hỏi anh này coi. Ủa anh ơi, mình có được vào đây 8 giờ sáng mai nhé. Cứ 8 giờ, 8 giờ là mình cho đến năm là mình được vào đây, còn tối thì không được. Dạ rồi, em cảm ơn anh nha. Dạ. Năm nay dịch quá rồi tối đóng cửa luôn ha. Tối là tại vì chắc nó đông đúng không? Tối thường là rất đông. Dạ. Dạ. Sáng thì lắm, ai rảnh tôi đi lượt. Dạ. Tối là thời điểm nó mát nhất thì người ta sẽ ngủ. Đúng rồi. Tôi hy vọng cho nó qua đi chứ bây giờ buồn quá. Ủa anh là quê ở đâu? Em dân Định Bảo. Nhưng mà Tết mà anh làm xuyên Tết luôn hả? Quê ông bà đâu bọn em này. Dạ. Tôi về chỗ em ở vùng dịch của tâm điểm của dịch nhiều năm rồi. Rồi khi nào hết dịch về ha? Em cuối năm. Cuối năm luôn á ha. Cho nên năm nay là ở lại Sài Gòn luôn á. Xuân này con không về luôn đó. Dạ. Em tưởng tối nay là được vào nè. Bố mẹ bảo câu nhà đang yên mày về làm gì.
Em ở Phan Thiết đây mà cũng đâu về được đâu, năm nay là lại luôn á. Đây đang tính đi ngắm hoa đây mà không biết là không vào được, nên là em thôi chắc để sáng đi. Dạ. Thôi chúc anh năm mới nhiều sức khỏe nha. Có sức khỏe là tốt rồi. Em chúc anh năm mới mạnh khỏe. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Rồi, mời anh chị đi lang thang lên phía trên. À, vắng vẻ lắm anh chị. Như vậy chính xác là sáng, buổi sáng là chúng ta được vào từ 8 giờ tới 5 giờ. À, đó, thì cái tình hình của phố đi bộ nó là như vậy. Tối là đóng cửa anh chị. Chưa biết tới khi nào là có thể mở cửa lại ha. À, tùy cái tình hình dịch bệnh như thế nào. Đó, và lúc nãy em mới nói chuyện với một anh thì xuân này con không về. Đó, bố mẹ bảo dịch này mày về làm gì. Đấy. Đó là cái tình hình bây giờ nó cũng khó khăn lắm, phức tạp lắm. À, những người mà có thể về được thì cũng rất là lo anh chị. Rất là lo. À, không biết là về xong rồi có vào được hay không. Thành ra là đa số là bà con mình ở những cái vùng lân cận chọn cái cách là ở lại luôn, không có về. Đó, cho nó an toàn. Chừng nào mà kiểm soát được hết tất cả các cái nguồn lây nhiễm F0, F1, F2, rồi sau đó công bố là đã kiểm soát được dịch rồi, lúc đó mới yên tâm để đi về anh chị. Chứ bây giờ đâu có cách nào biết được đâu. Đây rất là nhiều anh dân quân tự vệ đứng chốt đó, không đeo khẩu trang là phạt anh chị. Tình hình bây giờ là như vậy, chụp hình cũng không được tháo khẩu trang ra. Con đường Tôn Thất Hiệp, anh chị có thể giữ xe ở cái vị trí này, người ta rào chắn hết nè. Năm nay cái gì nó cũng nhỏ hết anh chị, làm đơn giản, tiết kiệm, quy mô cũng nhỏ lại. Tới đây anh chị xem một xíu những cái hình ảnh con trâu. Kệ nó, dù gì thì năm nay cũng là năm con trâu, chúng ta cứ tới xem con trâu một xíu. Đây là tòa nhà Sun World. Bây giờ tối 28 thì đa số là các cái công ty doanh nghiệp người ta nghỉ hết rồi anh chị. Chốt lương, chốt thưởng, chốt người trực ban ca như thế nào, chốt ngày đi làm lại. Nhưng mà ngày đi làm lại bây giờ còn phụ thuộc vào tình hình dịch nữa anh chị, chưa biết như thế nào. Con đường này là con đường Huỳnh Thúc Kháng. Hiệu quạnh quá. Ở đây nếu mà nhìn từ xa là anh chị sẽ thấy một cái hình đầu con trâu. Đó, nó được làm bằng những cái tre thành cái cọng chào anh chị. Hình cái đầu của con trâu đó. Ở đây có một cái lối đi ngang nè. À, thôi thì em đi vào bên trong một xíu ha. À, anh chị ngắm cảnh Sài Gòn mình ban đêm. Ở đây thì có những cái thông điệp 5K. Đây anh chị. Thông điệp 5K. Em zoom lên ha. Đó, 5 cái bảng xanh, đỏ, vàng, tím đó. Xanh thì có xanh lá và xanh biển. Ở đây có 5K là có khử khuẩn nè, khẩu trang nè, khoảng cách nè, khai báo y tế nè và không tụ tập. Có cả số điện thoại, đường dây nóng để liên hệ. Đó. Đặc biệt đó là phải thực hiện nghiêm chỉnh. Rồi, ở đây thì chúng ta có một cái lối đi ngang. Ở đây là đó cái hình đầu con trâu nè anh chị. Cái hình đầu, hình giống như cái đầu con trâu đó anh chị thấy không? À, là nó nằm ở đây nè. Đó anh chị. Thì cái hình đầu con trâu này á, nó có cái chiều cao là 7 mét.
Đó, chiều rộng là 6 mét. Rồi, em đi vào đây để chúng ta ngắm một xíu cái ánh đèn lung linh. Ánh đèn lung linh đường Hoa Nguyễn Huệ. Anh chị, hoa từ trên xuống dưới làm những cái này là làm bằng những cái trụ sắt, rồi có những cái tre, những cái mây đan lại. Anh chị có thể nhìn thẳng thớm ở đây là những cái hình ảnh của cái đầu một con trâu. Này, em zoom lên một tí đó, chúng ta thấy ha. Rồi bây giờ em sẽ đi theo cái hướng này lên bến Bạch Đằng anh chị ha. Đây nè, bên tay phải ở đây quẹo là cho chúng ta đi lên bến Bạch Đằng đó. Hướng này là nhìn xuống tòa Đô Chánh, phía trước con đường Lê Thánh Tôn đó anh chị. Đây là những cái dàn âm thanh, những cái dàn đèn người ta chuẩn bị cho cái ngày khai mạc hội đường hoa. Nhưng mà hôm nay thì tạm dừng hết rồi đó. Đừng có chỉ bằng tay lấy cái thẻ em ơi. Khu vực này thì chúng ta sẽ có một cái đường sách anh chị. Hôm nay thì người ta cũng đang còn làm cho nó xong, chắc sáng ngày mai là hoàn thành nè anh chị, trưng bày sách. Nhưng mà hôm nay đúng ra là đã trưng bày rồi đó, tối hôm nay là trưng bày rồi đó. Nhưng mà tình hình là đóng cửa rồi. Đây tiệm cà rem chiếc salam của Vinamilk. Nó phải này. Ở đây chúng ta có những cái mô hình nhà thờ Đức Bà này. Đó. Đây, trời, cái mô hình nhà thờ Đức Bà đẹp quá anh chị. Ở bên kia là tòa Đô Chánh đó anh chị. Mô hình tòa Đô Chánh ngày nay là Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đó. Còn đây là hình mô hình nhà thờ Đức Bà. Cắt CNC ghép lại. Cái này là hình như nó được làm bằng những cái miếng MDF đó anh chị. Miếng MDF mỏng đó. Nó khoảng từng tầm vài ly thôi. Rồi cắt CNC. Hoặc là cắt laser anh chị, cắt laser cũng được thì nó thành những cái khối rồi ghép lại với nhau. Đó. Ở đây hình ảnh của bến nhà rồng. Bên kia là tòa Đô Chánh. Đó. Đây anh chị. Ở đây là cái đường sách. Cái đường sách nó sẽ được mở ra ở cái vị trí này. Thưa thớt. Rồi em đang đi hướng lên bến Bạch Đằng anh chị nha.
thôi, có gì thì chia sẻ cái nấy à, để cô bác anh chị năm nay không về được Sài Gòn chúng ta cũng cập nhật được cái tình hình, rồi ngắm cái không khí Tết Sài Gòn, năm Tân Sửu, cũng như là để những cô bác anh chị mà có đang ở trong cái vùng cách ly đó mà chúng ta không có đi được thì chúng ta có thể xem cái clip trên channel Sài Gòn hôm nay. À, đây là những cái tấm hình các cái làng nghề như là làm mắm này đó, làng nghề đánh cá Phú Quốc. Bên phải em ở đây là cái quán cà phê ở trên cái phố đi bộ này, thì bình thường đông lắm anh chị. Lộ Thiên, quán cà phê Lộ Thiên đông lắm, nhưng mà hôm nay thì vắng ghê là vắng luôn. Còn đây là thành phố Thủ Đức. Đây là thành phố Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức ngày hôm nay là mới được thành lập đầu năm 2021 đó anh chị. Và Tết năm vừa rồi, Tết Tây á, Tết Tây năm này cũng được bắn pháo bông anh chị. Đó, và nó gồm có 3 cái quận cụ là quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Thì đây là cái đoàn tàu Metro. Đấy, Metro số 1, Bến Thành, Suối Tiên. Một cái toa tàu. Phía trước khách sạn thì vị trí này năm ngoái em nhớ là múa lân rất là lớn anh chị. Các cái đoàn múa lân người ta về đây người ta khai trương nhân dịp năm mới sau cái Tết đó. Và khai trương xong là coi như cách ly luôn á, năm ngoái đó. Ở ngay chỗ này thì chúng ta có mấy cái đầu con lân này. Đây là một cái khách sạn chắc chủ là người Hoa. Em thấy rất là nhiều đoàn múa lân về đây múa. Bốn cái đầu con lân. Đây là những cái chậu cúc đẹp quá anh chị ha. Nó vàng, cộng thêm đèn vào nữa là chúng ta thấy vàng ươm. Cái đoàn tàu Metro sắp tới đây. Em lúc mà chưa có hình thành đó thì em tưởng tượng cái đoàn tàu Metro này nó giống những cái tàu điện siêu tốc ở bên nước ngoài anh chị. Nó cái mũi nó nhọn nhọn mà nhìn nó giống như máy bay vậy đó, nhưng mà cuối cùng nhìn ra em thấy cái tàu này nó giống y chang như cái tàu lửa hiện nay của mình ở ga Sài Gòn á. Đúng là mình cũng được mở mang tầm mắt. Em tưởng đó là một cái toa tàu đẹp lắm. Đó là trí tưởng tượng của em cái lúc mà chưa nhìn thấy thôi nha anh chị. Còn nhìn thấy rồi thì thấy nó cũng bình thường ha, nó cũng không có giống như cái gì mình tưởng tượng. Để khi nào nó hoàn thành theo kế hoạch là cuối năm nay đó anh chị. Cuối năm nay đó nó hoàn thành, đi thử, chia sẻ cảm giác, cảm nhận gửi đến anh chị. Đó, những cái kệ trưng bày sách người ta đang trùm bạc lại rồi. Hôm qua một cái trận mưa rất là lớn ha anh chị ha. Mưa rồi đó, sách rồi tre lá rồi các cái hội chợ hội hoa gì là tơi tả hết. Bây giờ là 8 giờ 20 phút rồi anh chị nha. Em đang đi cái hướng này là chúng ta hướng lên bến Bạch Đằng. Mấy ngày hôm nay cũng bỏ quên bến Bạch Đằng. Không biết cuối năm bến Bạch Đằng nó có thơ mộng nhiều hay không. Hầu như người ta cũng không có trang trí gì ở khu vực bến Bạch Đằng cả anh chị. Em nghĩ là cái khu vực bến Bạch Đằng nếu như mà Tết đó, chúng ta trang trí một xíu thì nó rất là thơ mộng. Tại vì một bên nó là sông Sài Gòn mà. Đó. Đây là Vinamilk, gian hàng của Vinamilk. Đó, thì coi như năm nay là em ở lại Sài Gòn anh chị. Và hy vọng là khoảng mùng 3, mùng 4 nếu mà có thể nha. Đó là Sài Gòn mình kiểm soát dịch được xong xuôi thì em sẽ về quê thăm gia đình. Còn nếu chưa kiểm soát được thì tiếp tục ở lại Sài Gòn. Cũng rất là may là quê Phan Thiết cũng gần anh chị.
chỉ cần 4 tiếng đi xe, 5 tiếng đi xe là tới nơi. Đó, nhà sách. Ở Sài Gòn mình hiện nay em thấy là có hai cái thương hiệu sách, đó là sách Phương Nam và sách Pha Sa. Nhà sách Phương Nam và nhà sách Pha Sa. Đó, thì là lớn nhất. Đây là cái mô hình của Grab Bike. Trong năm nay thì Grab gần cuối năm là lên thuế chặt vào cái tiền của các bác tài. Đâm ra bác tài năm nay cũng vất vả. Vắng lặng. Những cái gian hàng trưng bày tranh ở phía trong anh chị, phố Ông Đồ, ở trên lợp lá và những cái ống tre. Đây. Đây, chúng ta đi ngang cái lối này ha. Cái lối này cắt ngang cái đường hoa. Có thể là chúng ta sẽ nhìn thấy được một phần nào đó cái khung cảnh vào ban đêm. Đây, ở đây chúng ta chỉ có thể nhìn được những cái mông của con trâu thôi. Ở chính giữa anh chị, rồi có con cò đậu ở trên, rồi có mấy đứa bé đang cưỡi trâu. Đó, cưỡi trâu. Đó, đội non lá, hình ảnh này rất là quen thuộc. Ngày xưa em cũng đi chặn bò, ở ngoài thì có bò nhiều hơn là trâu. Nhớ về cái cuộc sống nông dân ngày xưa. Sau lưng ở đây chúng ta có những cái tiểu cảnh hoa, những cái cọng hoa. Cái này chụp hình thì rất là đẹp anh chị. À, giờ này mấy anh thì còn tất bật đi chăm sóc hoa đây anh chị. Em zoom lên một tí ha. Đó. Chúng ta chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của đường hoa vào ban đêm. Lác đác một số người chụp hình, quay phim. Các anh dân quân tự vệ chạy xe máy lòng vòng đi thám thính anh chị. Ai mà không đeo khẩu trang là bắt liền. Ở đây là một số bạn trẻ Sài Gòn mình đi coi đường hoa, đứng ở phía ngoài cái cổng nhìn vào. Cái lối này rất là vắng anh chị, thấy không? Đây, mấy anh đi tuần tra đây. Rồi, em đang đi hướng lên Bến Bạch Đằng đó anh chị. Con đường Bến Bạch Đằng năm xưa. Hôm nay nó là con đường Tôn Đức Thắng. Nó chạy từ Cường Đệ đi lên tới cầu Khánh Hội luôn anh chị. Và con đường Cường Đệ ngày hôm nay thì nó cũng là con đường Tôn Đức Thắng. Con đường Tôn Đức Thắng hôm nay anh chị là Cường Đệ năm xưa. Khu vực này hình như năm xưa là tổng kho ngân khố anh chị. Đây nè. Ngày hôm nay đó là kho bạc nhà nước. Từ từ lia camera để anh chị ngắm khung cảnh Sài Gòn mình vào ban đêm. Phố đi bộ. Hai
gì đến nó cũng đã đến anh chị ha. Trước đó ở khu vực phía Bắc như là Hải Dương, rồi Quảng Ninh, Gia Lai, Hà Nội, rất là nhiều tỉnh bị dính là em đã thấy lo lo rồi. Cuối cùng này, có chỗ nào trống trống là bắt đầu mình chen vô, lấp vào chỗ trống. Những cái khung cảnh đường hoa, một hai cái điểm nào đó để gửi đến anh chị. Xa xa kia là có những cái con trâu đó, có hai con trâu đó. Đó, rồi chúng ta còn một đoạn nữa là tới bến Bạch Đằng nha. Một cái Tết buồn anh chị. Đối với những cô bác anh chị định cư ở nước ngoài đó, thì năm nay là không về được đó. Mà ở nước ngoài thì hôm giờ họ cũng dịch bệnh rất là căng thẳng, số lượng người tử vong rất là cao luôn anh chị ha. Thì trong suốt một năm qua thì họ như vậy rồi, rồi dần dần cũng sẽ quen với cái việc cách ly, cái việc làm ăn, mua bán, sinh hoạt hàng ngày. Nhưng mà đối với Việt Nam mình nói chung và Sài Gòn nói riêng, thì trong suốt một năm qua hầu như là cái cách chống dịch của mình rất là tốt anh chị. Và đang mong chờ một cái Tết nó yên lành đó. Nhưng mà cuối cùng đến những cái ngày cận Tết thì nó xảy ra những cái điều không mong muốn như vậy, thì thật sự là cái tâm lý rất là tiếc, rất là lo lắng, rất là hoang mang, là cái chuyện cũng rất là dễ hiểu anh chị. Đấy, nếu mà so thực tế con số về số lượng ca cũng như là cái tình hình cách ly ở Việt Nam mình với nước ngoài thì chắc chắn là cũng không bằng một góc đâu, không bằng một góc của các nước phương Tây. Đấy, nhưng mà so về cái gọi là cái sự thích nghi thì Sài Gòn mình nói riêng hôm giờ rất là yên bình luôn anh chị. Dịch chỗ nào bùng thì nói chung là dập chỗ đó, và mong chờ một cái Tết sum vầy, một cái Tết sum vầy, một cái Tết an toàn. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Đây là cái điểm cuối cùng của đường hoa Nguyễn Huệ. Những cái cây cao cao đó thì được làm bằng những cái thanh sắt đó, giống như những cái gì anh chị nhỉ, cái lau sậy, cái bông lúa gì đó, em cũng không có hình dung được. Biểu tượng con trâu, có một người đang ngồi thổi sáo ở phía trên bến Bạch Đằng. Thì vị trí này em cũng xin phép được kết thúc các clip của mình anh chị, đưa anh chị nhìn thẳng ra bến Bạch Đằng, một cái nơi thơ mộng và kỷ niệm của rất nhiều cô bác anh chị phương xa. Con đường bến Bạch Đằng cách ngang hướng tay phải, chúng ta đi về cầu Khánh Hội, cầu quay Khánh Hội năm xưa, đi về Trịnh Minh Thế, ngày nay là huyện Tấp Thành. Nhân đây em cũng xin gửi đến cô bác anh chị và các bạn một lời chúc sức khỏe, bình an, và dù trong hoàn cảnh nào chúng ta cố gắng đón một cái Tết vui vẻ. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Và cũng xin cầu chúc cho những cô bác anh chị và các bạn nào đang ở trong cái khu vực cách ly, đang ở trong cái khu vực vùng dịch, chúng ta cố gắng vượt qua và cứ cố gắng để đón một cái Tết nó vui vẻ trong cái chừng mực nào đó trong cái khu vực cách ly. Rồi, em xin chào. Wow, đèn sáng lên anh chị, những cái đèn pha ở đây sáng rực lên, tự nhiên thấy nó đẹp quá.
chúc cô bác anh chị và các bạn năm mới an khang thịnh vượng và nhiều sức khỏe anh chị nha, và chúng ta hướng tới một năm tích cực. Bye bye.